chuyện nha. Tom, nào ta cùng Tom. Tom một ngày, Tom tiếng đồng hồ. Em nhanh như hai anh em sinh đôi vậy, giống nhau như hai giọt nước vậy đó. Một giọt nước mưa và một giọt nước miếng. Thi được. Thôi gì đâu, anh thi được, giờ mang anh vô em đeo khẩu trang, đó là anh đang bị cảm cúm. N1H2S4N1X7. Bác sĩ nói coi chừng bị nhiễm trùng nên bây giờ về con băng đủ cho 5 ngón luôn, nó khỏi bị lan cái nhiễm trùng ra mấy ngón khác. Lộc, anh làm gì vậy? Tự nhiên khi xưa ta bé ta chơi băng rung bên bè, đúng không? Không phải. Chứ sao đó? Em đang cho anh coi cái tai em nè. Cái tai bị gì? Chết rồi, anh lại đây coi. Chỗ gì ghê vậy? Bây giờ nó không nhúc nhích được luôn rồi. Cái gì không nhúc nhích được? Bây giờ muốn nhúc nhích hai ngón rồi nhúc nhích nguyên cái bàn tay. Ôi trời, bị gì mà thấy ghê vậy? Em cắt. Cắt cái gì? Em cắt củ hành. Xong rồi củ hành cay quá, con cay quá, nó chảy nước mắt, em mới sáng tạo ra là mình cắt củ hành mà mình nhắm mắt lại thì nó sẽ không cay. Đúng rồi đó, em nhắm mắt lại em cắt, nó cắt thẳng vào hai lóng tay em. Trời ơi, bây giờ sao? Thì giờ về nghỉ ngơi đi. Không được. Làm gì cũng được mày ơi. Qua đây để cho coi nè. Bây giờ em tự nhiên qua đây mình coi chi. Không biết nó có bị hoại tử rồi, nó dụng hai cái tay này rồi nó mọc ra hai ngón khác luôn nữa. Ủa mày thấy ghê quá Nhật ơi. Bây giờ thiệt tình hai ngón này không đeo nhẫn được nữa luôn rồi anh. Mày đeo hai ngón kia kìa. Nhưng mà anh này không đúng phong thủy. Bây giờ làm sao? Bây giờ đeo không vô được luôn. Trời mày làm thấy ghê quá. Ngồi đi Nhật. Giờ mày ngồi đây đi nha, ngồi đi nghỉ ngơi xíu đi, xong mình đi về nhà. Xong về nhà á, cái mày mua cái gối á, mua gối cho mày để, mình lên mình nằm. Cái mày để cái gối này nè, xong mày nằm ngủ, hiểu không? Mày gối bự để cho nó êm. Anh hãy giữ yên nét mặt đó đi, nói chữ êm lại coi nào. Cho nó êm. Mày làm gì ghê vậy Nhật? Cái gương mặt của anh quyến rũ quá. Trời má ơi, nhìn mày sao biến thái quá vậy Nhật? Mày đi chỗ khác được Nhật? Cử động được rồi. Sao giờ mày ngoắt được vậy? Cử động được rồi. Lại đây nào. Gì? Gì vậy? À gì? Không phải. Sao mày kêu tiếng chó? Tôi tiếng chó tôi sủa luôn. Anh là người đàn ông địch lãm. Em đang quyến rũ anh. Mày đưa gì cho tao coi vậy? Bóp tiền. Bóp tiền? Mày đi bóp tiền. Cái bóp tiền em để ở đây. Bóp tiền mày để đó hả? Để đây cho anh coi. Sao bóp mày tiền. Sao mày làm gì thấy ghê? Tự nhiên tao cần gì tao có bóp tiền. Em có việc đâu nhờ anh. Nhờ gì? Lại đây bàn mình thảo luận với nhau. Anh đừng nghĩ hai người đàn ông nhìn nhau như vậy là sẽ có chuyện đó. Bóp tiền em để em mong em mới cho anh coi bóp tiền. Em phát hiện được. Chuyện gì? Anh lại đây ngồi nói chuyện coi. Mày uống gì không? Không cần nữa. Trời vô quán mà uống gì lỗ sao hụi về cậu bao chữ tôi chết à. Trời anh thiệt là dí dỏm. Cái cổ nữa tao phải đu theo mày rồi chứ giờ sao? Để nó nghe. Gì? Em phát hiện được. Em anh như hai anh em sinh đôi vậy, giống nhau như hai giọt nước vậy đó. Một giọt nước mưa và một giọt nước miếng. Nước miếng. Em là giọt nước mưa, còn anh là giọt nước miếng. Thế sao tự nhiên tao bị thúi quá vậy? Mà hai mình giống nhau. Tướng tao gì sao giống trời? Giống, em thấy giống nè, cũng có hai con mắt là lỗ mũi. Giờ vô vấn đề chính nè. Chủ gì? Anh đi thi bằng lái xe bao giờ chưa? Trời ơi, chị lâu rồi cha ơi. Trời ơi, ghê rồi sao? Thì đậu chứ sao? Giữ ta đậu luôn. Nộp đơn một cái, không? Xong rồi mình tập vợt, rồi tới ngày thi vô mới làm lý thuyết. Xong rồi ra thực hành chạy vào đường qua bữa rồi cái chừng cả từng cách từng hai tuần sau là có bằng lái. Giữ thiệt chứ trời. Vậy là ơi, anh mày mà. Ôi. Nè. Hả? Thi giùm em đi, em chưa có bằng lái. Gì cha? Mày có khùng gì vậy Nhật? Cái gì? Nghĩ sao tự nhiên bây giờ tao đi thi lại nữa? Không, anh thi giùm em đi, em thi mấy lần trước rớt rồi. Và lần này em thi rớt nữa. Là Mỹ Mỹ đuổi em về quê luôn á. Mà bây giờ em đang bị chấn thương vậy sao mà thi được? Cầm viết là thi lý thuyết không nổi rồi nè. Cầm sao cầm? Đúng không? Rồi chạy xe sao bóp thắng? Vậy hả? Chỉ vậy hả? Vậy giờ bấm sao? Mày chạy vậy sao? Mày đang chạy vậy nè rồi bóp thắng. Xong cái mày để cái tay bên đây mày bóp vô. Bóp vô rồi là... lạc cà lé luôn. Đi chợ rẫy luôn. Bây giờ sao? Không có được. Nhật ơi, tao mày sao mày thi được? Thi được. Em trả. Em trả cái gì? Trả sao trả? 100 ngàn. Bây giờ không, 100 ngàn tiền bán gì? Giờ nói mày, bây giờ mày dưỡng thương đi. 200. 200 thì 200. Nhưng mà phải dưỡng thương mới tập được. Bây giờ 300 được không? 300 nhưng mà cái chuyện mà thi được. Thi được nó kỳ được lắm. Được đúng không?
thi được. Có gì đâu, anh thi được. Giờ mà em anh vô anh đeo khẩu trang, nói là anh đang bị cảm cúm. Cảm cúm H5N1, H2S4N1X7. Cái dịch cúm mà, cúm chim cút á, lây bởi con chim bồ câu. Chứ đừng có dính vô gà nha, không dính vô gà. Đó, hình như cái bệnh này xuất phát từ do một cái con chim cắt. Đúng rồi. Chim cắt mày đi mày. Khùng quá. Nói những giỡn thôi. Không có thi được đâu. Trời ơi Nhật ơi, tao lại bị luôn rồi. Mày nghĩ sao mà thi? Thi kiểu đó làm sao mà thi được không? Được. Trời ơi, anh chỉ cần đeo khẩu trang vô nói anh bị bệnh vậy đó. Là coi như là anh thi giùm em, thi đậu cho lần này em thi rớt là chết luôn á, anh nhận lời giùm em đi. Bây giờ em đi để lành đi xong rồi đi thi cũng được. Bây giờ là trễ, nó muộn ngày, bây giờ chuẩn bị đi thi rồi anh, thiệt tình luôn. Bây giờ em phải đi vô khám coi cái ngón tay em có bị cái gì không à. Không mà cái này bị là nguy hiểm lắm nha, nó vết thương nhỏ nhỏ nguy hiểm lắm. Thì đó, em sợ là hoại tử rồi nó rụng hai ngón tay luôn rồi, nó mọc ra ba ngón tay nữa là chết luôn, là thành sáu ngón. Rồi đi, nhưng mà cái sáu ngón kỳ. Thì bởi vậy đường vào tim em ơi. Mấn giá rồi bàn tay 5 ngón. Ok, em đi khám. Ôi bàn tay 5 ngón mất 3 vẫn còn 3, cái kỳ nó không vô dần. Mất 2 còn 3. Đúng không? Anh nói vậy đi. Vậy anh bây giờ em đi khám nè. Anh hãy chúc cho vết thương em may mắn đi. Mà một nụ hôn chẳng hạn. Trời sao mày thi gớm quá vậy? Mày làm nhớ giúp cho ta nha, lấy tiền rồi đó. Đó nha, đi nha. Chúc may mắn đó. À vậy hả? Nè. Chúc may mắn là vậy? Thi đậu nè. Thi đậu hả? Thi đậu nè. Rồi. Đi nha. Tự nhiên lúc mà đưa lên vậy tự nhiên cái cảm giác bị thốn thốn. Mày ơi. Trời được không ta? Trời gì kỳ vậy trời? Rồi thi cử. Gì được. Trời. Chết rồi chết rồi. Quá. Trời sao đây? Không dọn dẹp gì dơ dữ vậy hay là? Mỹ. Con có chuyện này nhờ Mỹ xíu được không Mỹ? Chuyện gì? Mỹ thi bằng lái chơi, Mỹ thi bằng lái. Rồi không sao, thi bằng lái tao đi rồi tao mới lấy xe tao mới chạy ngoài đường được chứ. Ủa mà hỏi gì chi vậy? Mỹ giúp con chuyện được không? Có việc nhẹ lương cao. Làm gì mà việc nhẹ mà lương cao ghét vậy? Trời ơi, cái này dễ mà vô ngồi anh cái khoảng chừng tiếng 2 tiếng đồng hồ bước ra trả cho Mỹ 100. Ủa mà làm gì mà bước ra bước vô trả 100? Chừng 200 ngàn vô ngồi thôi quẹt đại rồi. Mà làm cái gì mà tự nhiên bước ra bước vô quẹt mà được 100 ngàn? Khác cho tờ giấy. Rồi sao nữa? Rồi xong cái gì Mỹ muốn quẹt vậy Mỹ quẹt. Đó, thích thì đánh dấu, không thích thì không đánh dấu. Rồi vậy thôi. Là mà làm gì? Thì thi bằng lái đi, trả Mỹ 100. Tao thi rồi, tao thi chi nữa? Thì thi dùm cho... Thi dùm á. Ây da. Gì vậy Mỹ? Đi, nói chuyện điên khùng. Tự sao nhiên đi điên khùng? Đi bằng lái của ai là người đó thi? Trời ơi, mặt mày vậy rồi sao rồi mà đi vô mà người ta tin được? Xin lỗi, anh em xe xanh đôi người ta còn không chịu, còn phát hiện ra. Sao gì quá mày, con nói Mỹ này. Không có đi thôi dẹp. Bây giờ Mỹ vô, Mỹ ơi. Bịt cái khẩu trang này nè, Mỹ nó Mỹ bị H5N1 Z9 H2S4 bị con dịch cúm. Thôi cùng quá đi. Bao nhiêu tao cũng không thi, 100 ngàn không thi, 200 ngàn không thi, 300 ngàn không thi. 300 cũng không thi, 500 không thi, 1 triệu cũng không thi. Đi giùm ta đi, trời ơi, nói cháu chắc trong nhà. Bác nó là cháu của gì á nha. Nếu mà gì không thi nó là tội nghiệp nó lắm. Thằng Nhật hả? Trời ơi, đưa hồ sơ coi. Buông ra đi coi. Vậy sao? Trời ơi, tao nhiều chiêu lắm. Trời ơi, thằng Nhật tiếp tay cho thằng Nhật đúng không? Dạ, không có. Được rồi. Trời ơi là trời, thằng Nhật Duy sẽ không bao giờ tha thứ cho con. Tội gian lận. Tao chờ ở đây. Sao vậy? Sao mà chụm lại gì vậy? Hồi nãy Nguyễn Đức tay đứt hai ngón đi khám xong, bác sĩ nói coi chừng bị nhiễm trùng nên bây giờ về con băng đủ cho 5 ngón luôn, nó khỏi bị lan cái nhiễm trùng ra mấy ngón khác. Nhiễm trùng từ trong tâm mình, nhiễm trùng từ trong đạo đức của mình. Nghe tôi nói nè, thứ nhất, hồ sơ này của ai trả về cho người đó và phải đi thi. Không có được quyền gian lận như vậy. Nếu người ta phát hiện ra, không những người ta phạt mà coi chừng người ta sẽ cấm vĩnh viễn mình đi thi lấy bằng lái luôn. Người này phải có trách nhiệm kèm cặp người này để cho người này đi thi. Còn 300 ngàn này tôi tịch thu luôn. Khi nào đậu rồi, có bằng lái rồi, tôi sẽ trả lại. Đây là cái tội xử hai người đã. Một kẻ là phạm tội, một kẻ là đồng phạm giúp cho người này là đi gian lận, là đi làm những điều phi pháp.
Dạ rồi chưa. Nhưng mà bây giờ con bị chấn thương rồi, sao Thi? Lên ga sao vậy hả? Có đi chấn thương. Chừng nào hết cái này thì đi. Nó đó trồng cây mà trồng trong phòng mà chỉ có một loại cây thôi. Rồi nhân viên của con á mới gọi cho con khẳng định đó là cái cây cần sa. Bây giờ hiểu ra rồi. Hiểu ra rồi đúng không? Làm hết rồi chứ à. Nếu mà như vậy đó thì cứ nói đi, cứ nói à con cần một vườn địa đàng